Thưa quý vị, hiện một trong những thông tin đang được rất nhiều người quan tâm đó là vụ việc Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Môi trường Nguyễn Xuân Quang báo là bị mất cắp gần 400 triệu đồng ở khách sạn khi đang trong chuyến công tác kiểm tra các doanh nghiệp ở tại Long An. Nguồn gốc số tiền từ đâu ra và thủ phạm là ai thì phía Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên cũng có nhiều nghi vấn được đặt ra khi không mấy ai lại mang một số tiền mặt lớn như vậy để đi công tác. Nhất là trong bối cảnh Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường của ông Quang liên tục có những tai tiếng trong thời gian gần đây. Theo danh sách nhân sự Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Môi trường được công bố công khai, sau khi Cục trưởng Lương Duy Hanh bị cách chức, đơn vị này hiện có 3 phó cục trưởng, gồm ông Hoàng Văn Vi, ông Nguyễn Xuân Quang và bà Võ Thị Hiền. Trong danh sách 26 cán bộ của cục thì chỉ có 4 chuyên viên và có phòng thì tất cả được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Lý giải về vấn đề này thì ông Hoàng Văn Vi, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường cho biết, đơn vị có 5 phòng và mỗi phòng 3 lãnh đạo thành 15 người, thêm 3 lãnh đạo của cục nên số chuyên viên ít hơn người lãnh đạo. Không chỉ vậy, cũng tại cục này, nhiều tai tiếng khác đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Gần đây nhất là 3 quyết định bổ nhiệm với bà Võ Thị Hiền từ kế toán trưởng lên chức Phó Cục trưởng chỉ trong vòng 14 tháng, gây xôn xao dư luận. Việc bổ nhiệm này được xem là có nhiều bất thường. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, cục trưởng cục này là ông Lương Duy Hanh bị cách chức sau sai phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, kiểm soát dẫn đến sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty Formosa gây ra.